Vâng, em Hùng xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả các bạn và các anh em. Thì trong video này thì em test cái con khủng long WC Audio Rabbit 5050. Thì con này em test gửi tới anh Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Đấy. Thì 5050 thì bên em con này là con cuối cùng và cũng như là hết hàng nha bác nha. Thì các bác nào mà có nhu cầu mua những dòng sản phẩm WC thì liên hệ chúng Hùng qua số nội trên tập viên màn hình. Zomix 5050 con này công suất cực kỳ lớn với công suất 1100W trên kênh 8Ω, 1600W trên kênh 4Ω và 2000W trên kênh 2Ω nha bác nha. Thì dòng này đánh xuống tới 2Ω chuyên trị những dòng phun đôi sắp kép nha bác. Đây, hiện tại thì em đang ghép với nó là chưa đôi lo Sepin Vega phun đôi 40. Mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe cũng như là em sẽ test hoạt động của sản phẩm trước khi đóng gói lên đường cho bác khách chúng ta. Về hình thức hoạt động của sản phẩm, hình thức của sản phẩm thì cực kỳ đẹp và em như em gửi hình ảnh cho bác cháu chúng ta rồi. Thì còn về hoạt động thì em sẽ test lên kênh luôn nha. Đấy. Ok nha bác, hai này. Đã test xong về cái sản phẩm nha bác nhé, hoạt động này ok, chất âm thì quá là hay rồi, dòng WC đẳng cấp của Mỹ rồi bác nhé. Các bác nhu cầu mua những dòng sản phẩm khác thì liên hệ cho Hùng. Thì ngoài những dòng này thì bên em còn WC 1350, rồi WC 4000, 2000, 1500, 1600, 1250, vân vân, còn rất là nhiều nha bác nhé. 1.700 nữa. Các bác có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp cho cô Hồng qua số điện thoại trên màn hình. Các bác xem kênh, các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ âm thanh của Hồng bằng cách đăng ký kênh, nhấn vào chuông và chia sẻ kênh, chia sẻ video nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả các bác trong video sau.